Con nói ông bà cô chú nghe trái này trái gì? Trái mận. Cả nhà ơi, xin chào ngày mới cả nhà, coi máy kìa cả nhà. Ở đây Hiền thấy có trái dâu nè cả nhà. Hên sao mấy bà CH y nhắn em không thấy mà được trái to nữa mới sợ chứ. Ừ, cái cầu hả con? Đây nè. Được trái to nè, nhìn hơi giống cánh quạt mà cánh quạt này thuộc dạng cánh quạt mập lùn. bà cánh quạt này Ở bên đây hình như cũng còn vài trái nè cả nhà. Ôi mẹ ra liền. Đây. Chờ mẹ cái, mẹ hái cho con vài trái dâu nè. Ôi. Ok mẹ ra liền. Cả nhà nghe miệng của em không? Em hối mẹ ra cả nhà. Thương lắm. Ôi. Ở đây cũng có một trái. Cái này không phải chim ăn mà là con sâu nó đục hay gì. Rồi. Con muốn hái gì? Ổi. Ổi. Dạo này á là vườn nhà Hiền nó vô mùa ổi cho nên có ổi ăn suốt rồi cả nhà. Cả nhà đi ăn ổi á, chung với hai mẹ con Hiền nữa nha. Quay sơ sơ lại cây tắc của nhà Hiền cho cả nhà xem nè. Ôi hôm nay có mấy trái nó vàng luôn rồi nè cả nhà. Vàng kiểu này nè. Wow, đã ha. Thì đây. Nó quằn tới nỗi mà nó ôi. Có trái nó rụng xuống luôn nè cả nhà. Đây cả nhà ơi. Trời nó mềm ụp luôn cả nhà. Mềm xèo luôn á. Hôm nay Hiền ăn hết trơn rồi. Giờ Hiền muốn hái tiếp quá. Trời nó to quá cả nhà ha. Đây nè. Đây Hiền sẽ hái thử có cuốn xem. Đây Hiền cũng hái được có cuốn nè cả nhà. Ui nó mềm dễ sợ luôn á. Hiền khoái ăn tắc quá cả nhà. Từ ngày có tắc á tới giờ cái Hiền cũng ít mua mấy cái chanh ở ngoài tiệm nữa. Cái gì Hiền cũng xài với tắc hết trơn á. Mỗi lần mà ăn món gì á cái Hiền xài với tắc đó. Hiền sẽ hái mấy cái trái vàng vàng này ha. Ê út ơi, có trái tắc nè cơ. Cũng dễ cả nhà, cũng dễ. Thấy người ta bán người ta hái có cuốn á. Thấy ổi. Em là em nói hái ổi đi mẹ. Hái ổi hả? Cái này cũng vàng nè cả nhà. À em nói hai ổi đi, đừng có đi hái cái này nữa. Đây cả nhà ơi, ừ bi. Đây mấy cái trái kia. À để con coi. Trời ơi, nằm sát đất kìa. Thương dễ sợ thương luôn trời. Quá trời thương. Ôi ở đây có con trái rụng nữa nè. Hôm nay nó cũng rụng hết mấy trái. Nó rụng cái mình xuống mình lụm ăn. Cũng may cái này không phải trái cây. Cái trái cây mà rụng là chắc cũng không tới lượt Hiền à. Mấy bà chim bà cụm hết trơn à. Đây cả nhà. Ôi mấy trái này Hiền để lại nha. Ôi trái này cũng vàng nè. Hả? Smell good hả? Mùi thơm á hả con? Đây. Nè con. Hủy thơm không? Thơm lắm. Mấy trái tắc này thơm giả man luôn hả con ha? Ngon là ít ít. Chua lắm. Sáu rồi. Số. Hồi giờ lên ăn ổi nha. Vậy. Đi. Cả nhà ơi, bây giờ hai mẹ con chuẩn bị hái ổi theo yêu cầu của em éo quột. Eat it please. Em nói là mẹ làm ơn hái cho con ăn đi. Trời dễ sợ không? Đâu để mẹ kiếm cây chính nha. Cái này. Wow, cái nhà nhìn nè. Bụi lần. Ui, mấy trái này nó cũng còn nhỏ nè. Mấy trái này còn nhỏ nè. Chờ mẹ cái nha. Hôm hổm thì có đem bao xuống bao thêm lại rồi cả nhà. Sợ nó mấy con ong ruồi nó chích á. Rồi cái chùm này nhìn đã quá cả nhà ha. Liên tục một cái bốn trái luôn. Wow. Kiếm cả nhà ơi, kiếm mấy trái nào to to bự bự. Cái này cũng còn nhỏ. Ôi mấy cái chùm này nè cả nhà. Wow. Hô. Ba trái nè. Ôi. Cái trái này cũng dần nhạt màu nè. Ổi Thái. Này là ổi Thái không hạt ha. Hiện thấy nó ít hạt á. Đây. Thì nhắm mấy trái này nãy là nhắm mấy trái này không rài đó cả nhà. Trái này nha con. Ê quýt. Mấy trái này nè, bự rồi nè. Nhạt nhách luôn rồi nè. Mình sẽ hái mấy trái này cả nhà ha. À, có chị hỏi Hiền á, thì giờ Hiền nhắc lại trên video này để cho cả nhà biết ha. Là mua cái bao này ở đâu là Hiền mua từ lâu lắm rồi. Mua trên eBay á cả nhà. Mấy cái bao này nè.
xài được nhiều lần lắm. Mà Hiền cảm thấy là nó rất là hiệu dụng để bảo vệ khỏi mấy cái con ong ruồi chích á. Éo quịch nhìn, éo quịch. Ồ, cả nhà nhìn nè. Ồ, hai trái ở đây nè. Hai trái ở dưới nữa nè, đãi sợ. Hiền bao vô chung chùm với nhau á. Cả nhìn nè. Wow. Đã cả nhà ha. Ổi mà nó chi chích gì mà nhìn nó đã ghê trời. Còn nói gì? Biết quan hả? Yeah, big. Yeah, big. Nè. Cho con hái nè. Nó hái đi. Cho biết á, hái cho biết á. Nè. Em ngó cái trái này nè, trái này to nè cả nhà. Em nói giờ bự dữ vậy mẹ. Trời ơi, muốn ngã luôn. Đâu đưa mẹ coi coi. Cho mầm mít. Em nói trái to quá trời. Cái trái này hôm nay to nè cả nhà. Được trái to nè. Hôm nay ăn đã luôn. Bữa nay gọi là ăn phủ phê ha. Hôm nay được trái to rồi cả nhà ơi. Cái này Hiền cũng bón phân chuồng. Hiền cũng mới bón thêm phân chuồng cho cây ổi cả nhà. Ngon không? Giỏi quá. Ngon không? Hả? Ồ, đợt này được trái này to quá chừng á, cả nhà nhìn thấy không? Wow, chắc ngon lắm á. Mà cái này mà Hiền xin dễ gì cho con. Trời ơi, cái trái to kìa. Đã gì sợ chưa? Vậy là ở này nó cũng to á cả nhà. Nhầm khi á, những cái loại cây ăn trái nó vậy á. Đầu mùa cái nó nhỏ. Với lại á, cây nào cũng vậy, cũng có trái to, trái nhỏ. Ở Thái không hột hay cả nhà ha. Hiền thấy giống này ăn cũng ngon á. Khá ngon, chua chua ngọt ngọt, giòn. Quan trọng của Hiền là nó chua chua ngọt ngọt mới giòn á. Xong rồi mình muốn nó đậm vị hơn thì mình có thể chấm với muối. Nhưng mà ở này Hiền ăn Hiền thấy không có muối cũng ngon. Ừ, kiến á hả con? Kiến. Ồ, kiến á ha. Kiến á, nó làm cái tổ dưới đây nè cả nhà. Quỷ sứ à. Cây của Hiền mới làm như của nó rồi đó. Hai đứa tranh cãi với nhau, không cho lên. Hiền cho nó lên, rồi nó lên nó trường kỳ kháng chiến với cây của Hiền. Chán ghê. Ở đây được một trái hả ta? Ôi, hơi đúng rồi. Ở đây còn thêm được hai trái này nữa nè, ba trái trong chùm này nha cả nhà. Cỡ nãy đây là Hiền buộc được hai trái nè. Hy vọng là trái này nó cũng to như trái này, như trái em Quốc đang ăn. Hi baby. The end. Ngon không? The mom end. Ừ, end. Em đang ăn, Hiền quay vòng vòng cho cả nhà xem cái sự phát triển của mấy trái ổi. Vậy là có ăn lại rải không biết được bao lâu hết cả nhà ha. Đây cũng còn mấy trái Hiền chưa bao nè cả nhà. Có mấy trái chưa bao nè, hai trái ha. Để Hiền đi ngó xung quanh xem mấy trái này chưa bao. Ôi trái đó bự quá mà chưa bao nữa thì nguy hiểm quá. Hiền không ơi, chưa bị chích. Ở trên đang trái nữa nè, bốn trái. Để Hiền đếm. Hiền đếm xong cái Hiền lên chảnh kiếm bao xuống bao mới bả tiếp. Trái này. Ở đây chùm hai trái. Còn đây, sao cái bịch này bao rồi không thấy trái vậy trần trời. À đây, đây. Có một trái một mà cần phải cái bịch chà bá. Ui. Ở bên đây sắp sửa có trái ăn nữa nè. Đây nè, nhặt nhách đây nè. Đây nè cả nhà, cái chùm này 1 2 3 4 trái. Một trái. Ở đây còn trái nè cả nhà. Trái này cũng chín rồi nè. Em ăn trái nhỏ mà Hiền ăn trái quên, em ăn trái bự mà Hiền ăn trái nhỏ nó ngược không. Đây. Qua đây ăn mẹ con. Con ăn trái bự mà ăn trái nhỏ nè baby nhìn nè. Hey. Ủa quýt. Ủa quýt đây. Cả nhà nhìn nè. Giờ tới mẹ Hiền ăn chung mẹ. Mời cả nhà ăn chung hai mẹ con Hiền. Ngon quá. Ngon ha. Cho mẹ thử miếng này được. Ok. Trái nó ngon dễ sợ luôn cả nhà. Nó thơm. Trái nó chín nó thơm ha. Dạ. Mày bốc xuống ăn nữa ha. Dạ. Dạ, yeah. Con nói đi, trái này trái gì? Trái gì? À, ngon mà. À, trúng cái phần cuốn, đúng rồi. Phần cuốn nó gì á. Đây mày cắn phần cuốn ra cho. Đây mày cắn phần cuốn này ra cho. Đó. Trái này quá ngon luôn. Quá trời ngon.
Con nói ông bà cô chú nghe trái này trái gì? Trái mận. Em nói trái mận. Bậy. Trái mận hết mùa rồi. Trái này cái gì? Bậy. Bậy. Trái này trái ổi nhá. Dạ. Dạ. Con nói lại trái ổi. Trái mận. Đúng rồi, trái mận trên đó. Trái ổi. Trái ổi giỏi quá. Ừ. Trái này nó cũng ngon. Dạ. Con chút xíu hạ rồi cả nhà ơi. Ngọt quá ha. Có những giấm ổi ít hạt. Ăn gì ngon nè. Hello. Hello. Siêu quậy. Ăn đi siêu quậy. Trái đó ngon quá không ăn mẹ ăn à. Mỗi trái cái nó có một loại hộp khác nhau. Đây như trái này nè cả nhà thấy không? Cái hộp gì có 1, 2, 3 cái hộp à. Hộp miếng xíu. Trái này em ăn thì chưa thấy hộp luôn. Nó ngon. Cái vị ngọt nhẹ, chua chua, giòn. Đó cháy. Ủa. Mẹ quên hương vị của trái này rồi. Con cho mẹ cắn thêm miếng nữa được không ấy quỵt. Thánh thình vậy trời. Con cho mày cắn thử thêm miếng nữa được không? Yeah. Đây, sẵn hàng cho cả nhà xem nè. Đó, em ăn vô tới trong vậy mà không thấy gì hết trơn. Không thấy hộp gì luôn. Có mấy cái hộp à. Nè, coi. Mầm vừa nữa. Hả? Nó mầm. Nói gì đó, ngon mà. Ngồi tại. Hả? Đâu vậy? Con không thích ăn vỏ hả? Ăn đẹp ơi. Number. Here. Yeah, that's fine. Cái vỏ ăn được. Không sao hết trơn á. Mommy ăn đó. Yeah. À, con không ăn vỏ, mẹ ăn vỏ ha. Hả? Rồi ăn đi. Người ta không thích ăn vỏ. Kén nữa. Tại ăn cái phần thịt không á thì nó ngọt ngay à. Trời ơi, kén. Ôi á. Á tiêu tiêu gớt, em sợ gớt, em sợ gớt. Mẹ này làm gớt của người ta là người ta không vui á. Cả nhà ơi, thôi hôm nay thì hai mẹ con của Hiền xin kết thúc cái video thu hoạch này ở đây. Hẹn lại cả nhà phim sau ngày mai. Cảm ơn cả nhà luôn ủng hộ gia đình Hiền. Hy vọng là cả nhà sẽ like, share, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ hai mẹ con Hiền nha. Cảm ơn cả nhà nhiều lắm. Gì nè. Hiền thấy hồi ngày xưa mấy bạn làm sao ta? Gì ta? Gì? Gì? Éo quỳnh gì nè. Éo quỳnh. Còn em. Yêu nhất luôn.